Hôm nay là Quang đang chỉ bạn bè làm một bánh chip từ nhà nghe. Giòn thế. Ủa miếng khoai tây. Đấy, chưa miếng gọt đấy. Có ngày á, là bạn bè hỏi á, là ngày Quang đang nấu khoai tây chiến á. Là bạn hỏi á, là vì sao Quang không gọt vỏ. Quang nói á, là bên Canada là vì Mỹ á, là mê ăn vỏ lắm. Because you fiber. Bạn biết fiber gì không? Fiber á, mình ăn vô á, là mình đi toilet khỏe. Và thiệt ra bạn muốn gọt thì gọt đấy. Gọt gì á là bạn làm này thế nè. Đó. Có chừng tay nghe. Đừng hấp tấp dùng quá nghe. Bởi bạn phải biết luôn á. Là trong cái dao này á, là có một miếng này là vì một miếng côi. Xong mình làm này được nè. Thấy chưa? Lên xuống cho thằng ra dành được. Bởi có chừng tay nghe. Nứt tay chưa nghe. Chứ mình lấy một cái dao này quá không biết luôn. Tiếng Việt Nam là câu gì đấy, là câu mandolin. Chưa là mình đang xuống 3mm bản xài này luôn á, là cẩn thận luôn nghe, đừng đi ta lấm ta lưới dùng quá nghe, cắt tay dánh đường á, giờ có chừng tay nghe. Cắt xong rồi á là mình rửa khoai tây mình 2 phần nước của cái bàn, có thằng rau rửa tiếp, đặt cái dĩa này lên cho thằng khô tiếp, đồ nóng đấy, chứ mình xỏ một chiếc đùa vô hôm mình thể bọt lên á là thằng nóng rồi kết. Đó. Ok, chưa là mình quầy dè dè thôi. Mình chiên này lên 7-8 phút nghe bạn. Cho bánh chip rảo dầu. Rai xì muối lên, tồn lên. À, hấp dẫn chưa? Rồi giòn chưa? Nè, bạn mở miệng ra, ngon. Đó, vô nghe, thèm chảy mưa à. Ngon thế. Chứ bạn lấy một tô bánh chip này là ngồi coi Netflix Squid Game nghe. Đó, hấp dẫn chưa? Ai đang giảm cân là đừng ăn nhiều nghe. Mở bình áo, ngon, ngon. Giòn thế. Thiệt ra Quang mở một cái phím nữa Squid Game gì á, là ngồi ăn một tô bánh chip được không ạ? Quá đà luôn. Mình làm từ da là cả ngon luôn. Bánh tiềm. Ông mua bánh chờ. Quá rồi.